bố về đã coi chú này không chú bé hả? Có phải đâu, mình làm gì dám đi trước mặt nó, nhưng nó ảo, nó nghĩ là mình đi trước mặt xe nó nhưng mà mình đi trong rìa mà ngáo, nó ngáo mà. Ôi trời ơi, thôi làm việc đó nghiệp chứ. Thôi chưa, lên xe, lên xe đi nhá, đi luôn, đừng có nó gây sự đâu. Thôi làm mình nó lên xe, mình vào nó đi trên xe cái thì nó cứ với nó chạy theo, nó chạy với ấy, may không đứa nào làm sao cả. Nhưng mà nó vội vàng nó lên xe ô tô đuổi theo bọn mình, đuổi theo thì mình bắt đầu đi vào cái ngõ cụt nhỏ, à ngõ nhỏ ấy. Xe máy nó không theo, ô tô nó không theo cả, thế mà nó không. Coi chân trái. Mình đấy là nó mà chỉ cần tránh ngay như là nó chỉ biết người. Kiếm dài mà, cái kiếm của nó dài, cái mỏ tấu cũng dài này. Hú vàng này, hú chém nó không biết là cái gì. Nhưng mà làm sao lại chỉ chém vào đầu thôi ạ. Nó không chém vào vai, nó không chém vào gì ạ. Mà mấy nhát còn cọc vào đầu này, mắt nó cứ lăn từng cọc. Ghê. Đây là, bây giờ thì các bạn này nó sợ. Nó bị kiểu như tinh thần. Ở nhà chị ngày xưa có cái nhà sát nhà chị có hai vợ chồng thì ông chồng bị ngáo đá, thế là hai thằng con nó ngáo theo. Thì bây giờ cái thằng con nó chết rồi, còn một thằng nữa ở đây. Em biết không, nó cứ cầm cái dép nó ra, nó tương vào mặt cái con ngươi ở ngay cái chỗ đồng hồ gần chỗ nhà chị đi lên đấy, kiểu có hai con ngươi cứ cái dép vả vào mặt hai con ngươi, cứ vào mặt hai con ngươi mà cái nhà kia vẫn trắng lắm, ra bảo gì nó sao nó vỡ vẽ con ngươi ra mà vẫn không làm gì được đó. Con ngươi thì bao nhiêu tiền chứ, hai cái con ngươi mà màu trắng người ta làm ở nước ngoài ấy. Đấy.